Xin chào các bác ạ. Vâng, đội Thanh Huyền đang mời các bác xem một cái lòng của cái em Bình Thủy các bác nhé. Lòng siêu đẹp luôn nhé, không có bong chảy xước gì hết. Và đây là một cái em Bình Thủy đời cực kỳ cao. Gioăng chúng ta thấy rằng này, gioăng bên trên này. Xung quanh đây là cái kết cấu của nó là màu trắng các bác nhé. Còn bên ngoài là màu xanh này, thì nó bắt đều như thế này. Lòng Bình đẹp là một, gioăng đẹp là hai. Và thêm một cái ưu điểm của em nó nữa là gì ạ? Ưu điểm thứ ba đó là sản xuất đời cao 2019 các bác nhé. Đó là ưu điểm thứ ba, công suất là 700W này, made in China. Về hình thức chúng ta thấy rằng đây cái màu nâu, màu xám, xám lông chuột đó. Và ưu điểm thứ tư là gì ạ? Em nói là có công nghệ VE, chúng ta thấy có chữ VE luôn. VE là công nghệ cách nhiệt chân không, siêu tiết kiệm điện cho các bác luôn nhé, không bị tản nhiệt ra bên ngoài này, nên là rất là tiết kiệm điện. Và ưu điểm thứ tư là gì? Em nói là dung tích rất là lớn, dung tích 3 lít, đến từ thương hiệu Zojirushi Convoy. Đó. Ưu điểm thứ năm là chúng ta thấy rằng là có tận 5 chế độ nhiệt độ ủ 70, 80, 90 và 98 độ C. Và cái thứ năm ấy chính là cái không ủ đây các bác nhé. Đó, nếu như mùa hè chúng ta không muốn dùng nước nóng thì chúng ta sẽ để cho bình nó tự về cái chế độ, về cái nhiệt độ tương ứng với nhiệt độ không khí bên ngoài. Đó. Và ưu điểm thứ sáu là gì? Chúng ta thấy là có hai chế độ rang nước, rang nước ít và rang nước nhiều luôn, hoạt động hoàn hảo các chức năng luôn. 3 phút này. Các chúng ta nhìn thấy rằng là có cả bản nhạc ở đây nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đi test nước của em bình này các bác nhé. Chúng ta thấy rằng là vạch chế nước rất là rõ ràng, rất là đẹp luôn. Mà giá thì cực kỳ là hữu nghị, cực kỳ phải chăng. Dung tích 3 lít đời cao 2019 với 5 6 ưu điểm như thế mà chỉ với là 1 triệu đồng thôi. Giờ chúng ta sẽ test nước luôn nào. Sau khi đổ nước vào thì bình hiển thị nhiệt độ nước ở trong bình hiện tại là đạt tới 35 độ C các bác nhé. Và mặc định là cảm biến nhiệt độ tự đun luôn này. Đấy, rất là hay luôn nhá. Cài đặt nhiệt độ ủ đây. Đó. Phần này là phần không không ủ này. 3 phút nha. Rất là hay. Chúng ta sẽ thử lấy nước luôn. Ấn mở khóa lần 1, đây là ra nhiều nước này. Đó, ra nước rất là đều luôn các bác nhá. Ấn lần 2 này là ra ít nước hơn. Là chuyên để pha cà phê các bác, để thấm nước dần dần thôi. Nhiệt độ đã lên được 40 độ C rồi này. Bình đã đạt được nhiệt độ là 100 độ C các bác nhé. Đó, hoạt động hoàn hảo luôn. Ra nước rất là đều luôn cho các bác luôn này. Với một cái em bình thủy 3 lít đến từ thương hiệu đình đám Zojirushi, đời cao mà lòng siêu đẹp như này. Giá chỉ với 1 triệu đồng cho các bác, và luôn ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% sẽ được bao ship toàn quốc các bác nhé. Đó.